thấy này kia chứ ai mà kiếm người yêu che lấp mình đi cho mệt vậy con. Ai con thích như vậy? Ta nói con nít mà nó thích. Thích gì đó hả? Thích, nó thích hoa hướng dương là nó phải tặng hoa hướng dương. Đó, người phụ nữ đầu tiên thích một muối. À, công việc hiện tại của em là quản lý với một công ty của nước ngoài. À, dạ. Tiền Giang là làm ở đâu? Dạ, em làm ở huyện Châu Thành. Châu Thành đúng không? Dạ, đúng. Có gần Linh không Linh? Huyện của Linh luôn đó. Ồ vậy đó. Cùng quê Linh là công dân của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Rồi nhà mình nè, mình nói đi, mình có ở Tiền Giang không? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, em chào anh bên cạnh, em chào tất cả quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, năm nay em 26 tuổi, hiện em đang là nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ Long An. Vậy hả? Dạ. Bây giờ là làm ở quận mấy? Dạ con là ở quận 10, con ở quận Bình Tân. Long An là ở huyện nào? Dạ con ở Đức Hòa. Long An Tiền Giang là cũng bạn hàng dạ, xóm sát bên. Rồi bây giờ mình cho nói một số cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi con. Con cảm thấy con là một đứa dễ ăn, dễ ngủ, dễ vui, dễ thích nghi, rồi rất là lạc quan, vẻ đẹp. Còn dễ gì nữa không con? Dạ. Này con vẽ đúng không? Dạ không, cái này là con tung màu thôi chứ con không có vẽ. Trời ơi, đáng yêu. Có cái gì dễ con thông báo cho đàn trai biết để về đàn trai dễ tính toán thôi. Dạ, nhưng mà con cảm thấy là về tình yêu thì con không được may mắn cho lắm. Không may mắn hay là con khó trong tình yêu? Dạ không, con không có khó. Con cảm thấy là từ trước tới giờ chưa có anh nào mà giống như là nhắn tin hay là gọi điện thoại cho con, nói với con là anh thích em là bạn gái anh nha. Chưa có luôn hả? Dạ chưa có luôn. Vậy dạ. Có nghĩa là con qua luôn cái mục thứ nhì rồi, là cái điểm yếu của con là con chưa có bạn trai. Con cảm thấy là con khá là vô tư á, cho nên là con cần một anh mà phải nói thẳng trước mặt con, thì đôi khi may ra con mới hiểu. Nói sao? Nói sao? Nói thẳng trước mặt luôn hả? Dạ đúng rồi, phải nói thẳng trước mặt con. Nhiều khi người ta nói mé mé nhiều mà tại vì con không hiểu thôi. Dạ đúng rồi, con nói đi em. Em nói trai, nói luôn trai, anh yêu em. Dạ. Sao giả? Anh mà không nói mà anh hành động được không em? Tại vì á Linh biết không, bạn này nói mé mé bạn không hiểu là bạn lơ luôn, cái người ta tưởng bạn không thích người ta. Cái người ta thôi người ta cũng lơ luôn. Vậy là đúng không? Mình phải có phương pháp tấn công trực tiếp luôn. Dạ. Rồi, còn bên em là điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em là ga lăng nè, biết quan tâm chia sẻ, biết lắng nghe và cũng giỏi việc nhà, với hai là biết nấu ăn. Dạ. Biết nấu ăn luôn. Trai Tiền Giang nấu ăn giỏi lắm. Dạ. Điểm yếu là điểm yếu của em là em là người sống khá kỹ tính, với lại là công việc thì lúc nào em cũng muốn nó công việc nó phải tròn, với lại là em là người với chỉnh lại chu quá, đúng rồi, chỉnh chu. Dạ, người ta cứ nghĩ là em khó. Thấy em hơi mít ướt á. Dạ. Dạ cũng có. Rồi được rồi. Có mấy mối tình rồi cưng? Dạ em thì có khoảng 3-4 mối tình, nhưng có luôn. Không có mối tình nào chính thức hết. Vậy mà... chỉ mới tìm hiểu khoảng lâu nhất thì khoảng 3 tháng thôi. Dạ, chào cô Hồng Vân. Nói tiếp coi nè, coi những mối tình là kiểu như tìm hiểu thôi chứ chưa có gì sâu đậm hết đúng không? Dạ đúng rồi, nguyên nhân là cũng do tiếng nhân mối tình thứ nhất thì em cũng tìm hiểu một bạn được khoảng 2 tháng, nhưng mà tháng thứ 2 thì em thấy bạn nói chung là cũng có tìm hiểu một người khác nữa, cho nên là cũng muốn dừng lại. Dạ thôi luôn rồi. Mối tình thứ hai thì em tìm hiểu một bạn là giáo viên mầm non, nhưng mà bạn đó ở hơi xa. Thôi luôn. Cái mối tình thứ ba thì cũng mới đây là cũng khoảng tìm hiểu cũng được 2 tháng à. Lúc đầu bạn đó cũng muốn em ví dụ như là làm cho bà đó hài lòng, ví dụ mua cái này hoặc tức là cái hơi kia. Vật chất. Dạ đúng rồi, hơi material chút xíu đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là em mới chỉ tìm hiểu thôi, nhưng mà thấy nói chung cũng hơi áp lực. Có nghĩa như mà nắm tay nắm chân rồi hôn hít rồi chưa? Dạ, có sâu đậm rồi chưa? Dạ cũng có, thì cũng có đi chơi, cũng có cũng có tay, đúng không? Dạ. Chứ bên đây là người ta tinh khôi luôn đó. Bên đây cũng có nhiều mối tình, nhưng mà toàn là mối tình dài 3 tháng thôi. Dạ, đúng thì rồi. Đó. Ta gọi là mối tình 6 chắc... tháng là sáng tháo luôn. 6 tháng là sáng tháo luôn. Nói chung không có gì đâu. Cái mong muốn nè. Người bạn gái là hiểu được cái công việc của em, tại công việc của em là thường hay cũng có khi đi làm tối. Bạn nói chung là biết chịu quan tâm mình, lắng nghe. Mình phải quan tâm người ta thì người ta mới quan tâm mình. Dạ, đôi khi mình đi làm hoài mình cũng quan tâm người ta, chứ mình cứ nói là bạn phải quan tâm tôi này kia sao được, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Phải có tình yêu mà đàn ông là phải quan tâm phụ nữ trước. Dạ, dạ đúng rồi, với bạn đó có chung là
có đạo đức lễ phép là ok. Ai rồi cũng có đạo đức lễ phép hết trơn. Dạ. Rồi nhân dáng sao nè? Có ngoại hình dễ nhìn, dạ, có tóc dài. Giống Mai không? Tóc dài có giống một hình mẫu lý tưởng nào không? Giang Mi á. Giang Mi á. Giang Mi á. Giang Mi. Giang Mi hả? Dạ. Hát bolero đó. Hát bolero á. Đúng rồi. Giang Mi. Để tôi coi có giống Giang Mi không nha. Dạ. Sao? Ta có nét riêng khác Giang Mi chứ không? Thì đó, thì đó bởi vậy. Rồi, chào con gái. Dạ, cười rất tươi ha. Dạ. Nãy giờ bạn kia nói ra cái tiêu chí gì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Dạ, con tự tin là điểm giỏi. Bây giờ mình mong muốn có một người yêu hình mẫu lý tưởng thế nào? Về ngoại hình, con hy vọng là anh ấy sẽ cao hơn 1m7, tròn tròn, mập mập, kiểu như là anh ấy đứng trước con thì sẽ không thấy con đâu. Ủa sao con thấy khoái mập là sao? Nếu mà anh ấy mà to hơn con á thì con mới có cảm giác là bé nhỏ lại được. Dạ đúng rồi. Con bao nhiêu, mét bao nhiêu? Dạ con mét 63. Thì người ta cũng cần một cái người mà từ 67 đổ lên. Thì con đứng cô Dân, gần cô Dân con cảm giác bé nhỏ lắm con. Đứng gần chú Linh thì cũng bé nhỏ thôi chứ không vấn đề gì đâu. Cái bạn bên đó là mét mấy vậy cưng? Không tới cái số bạn này đưa ra đó. Tôi đoán vậy đó. Anh có mét 60 được không em? Tôi cao gần 2 mét đó. Còn mét rưỡi, mét 6 gì kệ tôi. Ai đời của con là con không có phụ thuộc vào chiều cao. Mà con phụ thuộc vào cái cách hành xử của cái anh đó đối với bạn nữ. Con thích anh Trấn Thành. Dạ. Con thích một anh mà tôn trọng con, chủ động quyết định giùm con. Giả sử như là anh đã hẹn con, anh đã cứ quyết định cho con là nhắn cho con một cái tin thôi. Giờ giấc mấy giờ anh tới rước em đi đâu đâu đó. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Yeah. Đúng không? Yeah. Dễ vậy đó ta. Cho nên hay lắm rồi nha. Yeah. Con với lại một lần một cái nữa là con thích anh đó biết không, lắng nghe, điều chỉnh, lắng nghe, hiểu và điều chỉnh. Được luôn. Dạ, con thích một anh trưởng thành, bình tĩnh, thẳng thắn, rõ ràng, quyết đoán, bản lĩnh. Yên tâm đi, 3-4 mối tình rồi là có đủ tất cả những cái yếu tố đó đó. Khó lắm con ơi, con thích một loạt vậy á, cũng khó lắm á. Tại vì con biết là trong cuộc sống sẽ xảy ra rất rất là nhiều chuyện. Con cần anh đó phải thật sự là bình tĩnh. Anh đó đừng có đứng trước mặt con là một người cọc cằn, la lớn hay là chửi con gì đó. Anh ấy cứ bình tĩnh và nói chuyện nhẹ nhàng với con thôi. Ai cũng sợ. Tức con là bây giờ bé này nó đang như cái tờ giấy trắng á, vậy nó rồi không có biết cái gì luôn. Thành ra là khi mà nó tưởng tượng thì nó ước mơ rất là nhiều. Cho nên nó nãy giờ bạn kia bạn nghe những cái gì cô gái này nói, bạn thấy bạn có thể làm được bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng được khoảng 99%. Rồi ngon. Dạ. Cái này em đủ bản lĩnh chứ. Dạ, nói chung là em là làm được. Rồi hôm nay đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp, với chị hai, với lại là anh họ của em. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân và chú Huyền Linh và các bạn phim trường ạ. Dạ thì con thấy là bên cái bạn gái này rất là vui vẻ, dễ thương, hòa đồng. Chị thấy được á Minh. Dạ, cảm ơn chị. Bạn thân gì đó làm sao, có ý kiến gì không? Dạ thì em thấy cái mẫu người của bạn gái thì khá là phù hợp với bạn Minh. Hai người thì nói chung là em mong là hai người sẽ bấm nút đồng ý với nhau và tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn. Mình đi với ai con? Dạ con, bữa nay con đi với chị họ con và thằng em. Dạ con chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn Nam và chào mọi người. Con là chị họ của Trang. Bé Trang nhà con thì nãy giờ mọi người cũng thấy là bé rất là vui vẻ, dễ thương. Con nghĩ là ai quen được Trang thì sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Con cũng cảm ơn chương trình là con thấy là tìm giống như là hai bánh ghép ghép lại với nhau á. Phải không? Tự con thấy vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi. Là bé Trang kiểu như rất là vô tư, còn bạn này thì suy nghĩ rất là thấu đáo. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, dạ vậy con mong là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm ở ngoài. Ok vậy ngon rồi. Mở rào ý không sao mở được. Mở rào. Ok. Dạ mở rào, mở rào. Tới cơ hội chín mùi rồi mở rào. À cô ấy luôn có nói thẳng vô. Nói thẳng vô vấn đề luôn nha. Không có lòng vòng. Cô này là thích nói thẳng vấn đề luôn. Rồi đứng lên nhận quà con. À anh có món quà. Ủa? Có bó hoa tặng em. Dạ cảm ơn anh. À cái này là bánh ở nhà anh làm cho nên là đây là bánh rép sầu riêng á.
Đây là bức tranh mà em tô màu mà em thích. Nó cũng đi theo em lâu lâu nay rồi, hôm nay em tặng anh. À, cảm ơn em. Dạ. Cái này em vẽ hả? Dạ không, em tô màu. Tô màu. Em tô màu. Bé không biết vẽ, biết chỉ biết tô màu thôi. Có tâm hồn nghệ thuật, nhìn thấy bức tranh là đẹp. Sao mà sao lại tặng anh hoa hướng dương vậy? Dạ, tại vì em thì em thích hoa hướng dương. Cho nên hoa hướng dương thì nó luôn luôn hướng về phía mặt trời, cho nên em thích. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Lần đầu thì em gặp anh em có thấy anh như thế nào? Tại vì em hơi bị bất ngờ. Dạ. Em là mong muốn là gặp một anh như là em đứng sau lưng thì không thấy đâu. Con nấp thử coi, con đi con nấp nấp coi cô thấy con không? Con đứng sau lưng anh con nấp thử đi. Coi cô có thấy con không? Đây nè, quay đây, con quay đây, con quay đây. Xin lỗi nha, chị thấy có một chút xíu cái là bên đây của con chút xíu thôi á, không tin là quay chú Huyền Linh nổi. Con đứng trước mặt coi, đứng nấp sau lưng anh coi. Đó, nấp đàng hoàng. Đó, có thấy không? Thấy hết á. Nói chung cũng không có to gì đâu. Thằng cha này. Cô dân đứng thôi à. Cha này cô dân đứng thôi à. Người ta thấy sao nói vậy người ơi? Rất rõ ràng nè, thứ nhất là con đi guốc nha. Thứ hai á là đây là con đứng đàng hoàng nha cô. Ủa cần gì phải che không thấy? Nó muốn vậy. Biết sao cặp đôi đẹp thôi chứ cần gì phải che không thấy. Ông đứng đây cho tôi nấp sau lưng ông coi mọi người có thấy không? Đó, thấy không? Vấn đề là cách nấp, con hiểu không? Vấn đề đây là cách nấp nè, nấp, đúng rồi. Có ai thấy đúng. Tôi đó? Sao thấy được? Không có thấy được. Thấy chứ. Hiểu không? Người ta che chở là che chở như thế nào? Con sao hiểu chưa? Lạ quá, người ta kiếm người yêu cho nó thon thả. Cho thấy này kia chứ ai mà kiếm người yêu che lấp mình. Đi cho mệt vậy con. Ai con thích như vậy? Ta nói con nít mà nó thích. Thích gì đó hả? Thích, nó thích hoa hướng dương là nó phải tặng hoa hướng dương đó. Người phụ nữ đầu tiên thích một muối. Hồi xưa ta thích mấy muối không à? Dạ. Con nhận con tô màu thì đẹp thiệt. Đẹp chứ. Này mấy trường mẫu giáo họ dạy tô đẹp hơn. Trời vui chứ dễ thương ha. Ừ. Trong veo luôn vậy đó. Trong veo vậy đó. Được á. Dạ, cần dạ. Lắm thấy cần dạ. Nói luôn nói. Dạ. Nói liền. Thì, đó là bóng cây cơ dạ. Như cho em nấp. Dạ. Anh yêu em vô luôn. Chưa đấy. Chưa gì ta muốn nói thẳng một mà. Một bài hát luôn nha. Sau đó là tấn một bài luôn. Hát thay lời muốn nói luôn. Dạ. Anh tặng em một bài Cầu Vồng Tình Yêu. Dạ. Người ơi xin chớ âu sầu, tình chúng ta sẽ không phai màu. Hãy để anh luôn là người mang đến em bao nhiêu nụ cười. Vì khi em vui là lúc anh sẽ không buồn đâu. Em là cuộc đời, là cả thế giới của anh. Và sâu trong trái tim này, ngàn tiếng yêu vẫn luôn dâng đầy, dành trao cho em hỡi người. Dẫu cho thế gian đổi rời, just only for you and I miss you baby. Sẽ yêu mãi mình em mà thôi. Cảm ơn. Nắm hai tay luôn, nắm hai tay. Sao luôn. Con nào? Hai sao? Tay nhìn nhau đây. Hết đi đây. Em có cảm nhận đó. Em cảm nhận sao? Có điện trong người không? Em thấy rất hay. Em thấy anh sao có phong độ như em nói không? Không, vẫn những cảm nhận ban đầu em khá là bất ngờ khi mà gặp anh. Bất ngờ gì? Bất ngờ theo hướng tích cực hay sao em? Dạ, vẫn là hướng tích cực. À rồi, tốt cảm ơn rồi em. Vậy là tốt dạ. Rồi dạ. Tại vì anh thì khi cái lời nói anh nó không có được trao chuốt, cho nên là nếu sau này em cho anh cơ hội thì anh sẽ có nhiều cái bất ngờ hơn. Dạ không, em thì tính em thì khá là thực tế. Dạ cho nên là mong là anh cũng sẽ thực tế với em. Em nghĩ là khi mình tiến tới hôn nhân là khi anh sẵn sàng, em sẵn sàng, hai đứa tin tưởng nhau, hoặc là cảm thấy là cuộc sống hôn nhân nó sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn là cuộc sống độc thân hiện tại. Rồi. Khi mà em thấy được điều đó thực sự có thì em sẽ quyết định là mình bước sang một trang mới. Detox không khí từ trong ra ngoài. Chuẩn bị làm theo nhịp tim của mình nhé. Đó, nhịp tim đó. Trái tim mách bảo như thế nào thì ta làm như thế. Một cô gái chưa bao giờ yêu cả và cô ấy luôn luôn muốn rằng tình yêu phải đến trực tiếp. Cô ấy muốn rằng tình yêu phải như hoa hướng dương. Đúng rồi. Rồi, 1 2 3. Hết thời gian. Đặc quá. Bên kia là chưa tới là người ta đã bấm luôn rồi đó.
Dạ. Nha, mạnh mẽ dạ, lên chút okay. xíu chàng trai Tiền Giang nha. Dạ. Ha, cùng chung quyền với tôi luôn đó. Dạ. Rồi, bây giờ hôn bạn gái đi. Anh xin phép được hôn em chứ? Dạ. Đó. Hai bên luôn, hai bên. Bên kia nữa. Cái mũi cao quá đó, vô là cái đụng mũi cơ mà. Bên kia. Dạ. Qua đằng sau, toàn ra đằng sau kìa. Đó. À, đó đúng rồi đó. Đó. Bắt đầu từ từ, nụ hôn đầu đời đó. Dạ. Nhẹ nhàng vô. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Ngồi đi con. Rồi, bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên em gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Hồng Quân và bạn nữ bên kia và tất cả anh chị ở khán đài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này. Em tên là Nguyễn Mạnh Tuấn, năm nay 31 tuổi. Em sinh ra ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại đang làm việc tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm gì? Dạ em đang làm kinh doanh quán cà phê và một tiệm cầm đồ. Là một mình anh làm chủ hết luôn á hả? Dạ dạ. Thôi mời nhà gái. Em tên là Phạm Thị Lê, năm nay 29 tuổi. Em đến từ Biên Hòa Đồng Nai ạ. Dạ hiện tại em là nhân viên văn phòng ạ. Vậy hả? Dạ. Sau này là đi làm bà chủ tiệm cầm đồ hốt tiền thôi. Nghe, ghi chủ dạ. quán cà phê. Em nói luôn đi, điểm mạnh điểm yếu của mình sao nè? Dạ em là một người khá là hòa đồng ạ, vui vẻ. Còn điểm yếu của em là hơi thẳng tính, với hơi nhút nhát với người lạ, dễ bị khớp á chị. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là có thể nấu ăn, chơi được tất cả môn thể thao và hoạt bát nhanh nhạy trong tất cả mọi công việc. Đúng rồi, làm bán cà phê rồi tiệm cầm đồ phải nhanh nhạy đó. Quá giỏi ha. Trước khi em làm tiệm cầm đồ bán cà phê thì em làm gì? Dạ em sinh viên ra trường. Em học Sài Gòn, cũng học Sài Gòn 4 năm. Gì? Học bên cao đẳng cơ khí tự động trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngay quận 4. Sao dẫn dắt qua là mẫu quán cà phê cầm đồ? Quá trình học xong rồi em về quê thì cái cuộc sống nó xô đẩy mình lại làm cái nghề khác. Điểm yếu là gì? Điểm yếu là trong cách ăn mặc thì nó phải phù hợp với em, là em màu hay là cái kích cỡ gì á, là hơi khó trong đó thôi, lựa chọn. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua tổng cộng là 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là từ thời đi học. Và mối tình thứ hai thì mới trải qua cách đây khoảng gần 2 năm ạ. Gần 2 năm, lý do gì chia tay? Kiểu hai người chỉ ở cái mối quan hệ là đang tìm hiểu thôi ạ, chưa gọi là chưa chính thức ạ. À vậy hả, là dạ. được mấy năm cưng? Dạ chỉ tầm khoảng hơn 6 tháng thôi ạ. Hơn 6 tháng thôi. Mối tình mà 6 tháng là sáng tháo liền. Em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng được 3 mối tình nè. Mối dài nhất bao lâu? Hơn 7 năm. Trời ơi. Dài quá, sao chia tay vậy em? Thì sau này cuộc sống, công việc nó hoàn cảnh nó nhiều cái vấn đề nên. Mối tình đầu mấy năm? Dạ 3 năm. Mối tình thứ 3? Hơn 5, 5 rưỡi. Yêu mười mấy năm rồi đó. Trời, em sanh ra đời chỉ để yêu thôi đó hả cưng? 11 năm trời yêu. Trời ơi. Trời ơi thiệt. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Dạ thì hiền lành và biết ngoan lễ phép, thông minh. Trời ơi nhìn cái mặt si tình quá à. Phong phú về tình yêu ghê luôn vậy đó. Dạ cũng hơi nặng tình. Em mong muốn một người bạn hiền lành đúng không? Dạ. Ngoại hình cô ấy như thế nào? Dễ nhìn mà. Giờ ta yêu 3 mối tình nó dài quá rồi, giờ ta chỉ cần đơn giản dễ nhìn thôi là được. Dễ nhìn nhẹ nhàng sơ đắm hả? Dễ nhìn nhưng mà nhìn không có dễ. À. Là sao nhìn không dễ là sao? Sao mới là dễ nhìn? Thì đó hỏi đi. Nhìn sao mới dễ? Thì đó người ta đang hỏi nè, đó trả lời đi. Rồi hãy qua bên đây ngó. Để tôi nhìn trước cái đã coi không. Nó có dễ nhìn không? Trời ơi. Và mối cười nụ cười tỏa nắng coi. Trời. Ôi có hai đồng điếu luôn. Rất là trẻ trung. Nè nhìn đi. Này dễ nhìn thiệt á. Nhà gái rất là xinh mình phải công nhận á. Em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Biết chia sẻ, quan tâm, là một tiếp người thuộc về gia đình, biết quan tâm gia đình. Chủ tiệm cầm đồ thì theo em thì sao? Ngon không? Ngon, ngon. 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 Chủ tiệm cà phê theo em sao nè? Quá ngon. Quá ngon luôn. Có cần dễ nhìn hay là có cần như nào về ngoại hình không? Cái yêu cầu của em. Em bị ấn tượng cái nụ cười đẹp á. Đó, em cười cho chị coi nào. Dạ. Em cười đi, em cười cho chị coi nào. Trời khó ơi. Nha, cười sao đẹp. Em không thích điều gì đàn ông nhất nè? Dạ, em không thích tính gia trưởng ạ. Có gia trưởng không? Dạ, thì tính em rất hài hòa, rất hòa đồng nên cũng không gia trưởng. Và trong công việc là nó có vấn đề là cái nghề mình nó phải là thẳng thắn chứ. Cái nghề này phải không thẳng thắn cũng mệt lắm. Ừ.
Thôi thôi mình hỏi ý kiến người thân. Đúng đi. Rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ và các bạn, anh chị. Thôi hôm nay có mẹ đi nữa nè, chào mẹ. Con rể tương lai cô thấy nhìn coi sao? Thì đến đây thì trước mắt là chào hai em xin. Dạ, dạ, chào cô. Rồi là chào các tất cả mọi người bạn đây. Hai. Dạ. Thôi thì cháu là Út. Trước đây nữa thì tôi nói là chưa yêu, mà đến nay hắn không thấy chắc yêu về. Thì tôi cứ nóng lòng nóng ruột lắm. Thì nay thấy là bạn bè thì tiền các bạn bè đi hết rồi. Ít là cũng muốn lấy chồng rồi đó. Cái bạn này thì tôi thấy được. Dạ bạn. Cái nụ cười của bạn này theo mẹ thì có đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp đúng không? Cảm ơn cô nhiều. Anh ta đi với ai? Dạ em đi với hai người em của em. À rồi. Dạ. Chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Và tất cả các bạn ở trong trường quay. Anh Tuấn thì vui vẻ, hòa đồng, nó rất biết thương người. Nhưng mà cái gì trong công việc thì anh rất là thẳng thắn. Trong tình duyên thì anh hơi lận đận ạ. Anh em thấy chị này hiền, được ạ, ok tiêu chuẩn của anh ạ. Là nhà gái rất là xinh. Đàn trai là bấm nút trước khi mở rào luôn. Mở rào để yeah cái đi. Nếu tôi đàn trai tôi bấm nút trước khi mở rào luôn. Yeah cái đi, yeah cái đi. Yeah. Yeah, mở rào. Hả? Mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi ha. Mở rào. Chào em. À, lần đầu gặp em có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Cái này là bánh em thích ăn nên em gửi anh, mong anh sẽ thích nó. Dạ cảm ơn. Này là em làm đó hả? Dạ không, em đặt chỗ em hay ăn đi. Bánh này ngon đó, nhìn là hấp dẫn lắm á. Bánh trứng muối nha. Dạ. Hai cái. Bối rối quá vậy. Rối rồi. Đó. Cũng. Xuyến xoắn rồi, xuyến xoắn cuồn cuộn rồi. Thôi giờ mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái đi. Hát bài gì đó. Rồi em cười cái đi rồi hát nè. Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường. Ăn mặt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu. Vâng. Một bạn gái em hát bài cầu hôn ạ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh rất thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em say đưa lớn, để rồi xa xa ta vẫn có nhau. Yeah. Thêm nhà gái đông quá. Chào em. Nhà mình ở đâu? Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình đã xuống Vũng Tàu chơi rồi chưa? Dạ cũng mới xuống hồi Tết ạ. Đi với bạn bè? Dạ em đi với bạn bè. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng. Anh cứ giống như điều tra xét hỏi thế anh. Dạ, dạ. Anh nhẹ nhàng say đắm tí ra nào. Mình cụ thể hơn là mà cái công việc kia không? Dạ em là nhân viên mua hàng anh. Mình bán vào mặt hàng gì? Sau này anh có thể ủng hộ gì đó, hay là em Út hay bạn bè gia đình anh gì đó là có thể ủng hộ em được. Dạ công ty em sản xuất chỉ may mặc. Chỉ may mặc, okay. Dạ. Về văn phòng máy tính là gì là mình rất là thành thạo đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em có gì hỏi anh không? Anh có thích đi du lịch không? Ừ, có chứ. Anh thường đi đâu ạ? Anh thì cứ bây giờ hiện tại là công việc cũng hơi nhiều nên sắp xếp sẽ được thôi, nhưng mà đi hay đi Đà Lạt thôi chứ. Ừ. Nha Trang thì chưa đi. Em đã đi Nha Trang chưa? Dạ, chưa. Em đi nơi nào xa nhất rồi trước giờ? Em đi Thái Lan là xa nhất. À, đi nước ngoài luôn. Đi có lần. À rồi ok. Thì có dịp sau này thì mình sẽ đi được nhiều hơn. Dạ. Viên á, em có đi học cao đẳng đại học gì đâu? Dạ có, em học ở trên Sài Gòn cũng 6 năm. Trường nào em? Em học cao đẳng công thương, xong rồi liên thông lên đại học ngân hàng. Ở đó biết trường đại học Nguyễn Tất Thành không? À, em có đi ngang qua đó. Em học là khóa nào, từ năm nào? Các bạn không có thời gian đâu. Chúng ta đi thẳng vào quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên. Em đã đủ gọi là mình đủ niềm tin hay là chuẩn bị hôn nhân chưa? Dạ, sự suy nghĩ về nó nhiều chưa? Em nghĩ hôn nhân là phải xuất phát từ hai đứa. Nếu đủ và đúng thì sẽ tiến tới hôn nhân.
anh thì còn chín chắn rồi nên anh mới quyết định hôm nay anh lên anh đăng ký chương trình. Em có nghĩ đây là một bờ vai vững chắc cho em nếu như là em lập gia đình với anh ấy không? Dạ, qua cách nói chuyện thì em thấy là khá là trưởng thành về suy nghĩ, chắc em nghĩ là ổn. Dạ. Tạm thời gian nó ít nên nhưng mà sau này có cơ hội thì anh em sẽ nói chuyện nhiều hơn. Dạ. Bạn Nai. Dạ. Em thấy trong người thế nào rồi? Thì cũng có bối rối xíu. Em hãy bước tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và hỏi em có ghen không? Nào, bước tới đi. Sai. À, bước tới nắm tay ha. Bạn chào gái đứng lên. Mình trao nhau những cảm xúc ban đầu thử xem thế nào. Nắm hai tay bạn gái luôn. Có ghen không? Dạ chắc là không. Sao không ghen? Hả? Thì em cũng không biết nữa, chưa ghen bao giờ. À, vậy cố gắng đừng sau này đừng ghen nhiều nhé. À, em hỏi lại đi, anh có ghen không? Dạ, vậy anh có ghen không ạ? Ừ, anh cũng có ghen chứ. Không, trong cái mức độ câu chuyện như thế nào à? Bây giờ em đang suy nghĩ điều gì trong trái tim của mình, hãy nói thẳng với cô gái cho cô ấy biết. Qua cách tiếp xúc thì em cũng nhìn nhận được một phần nào con người. Em năm nay 29 tuổi rồi không? Dạ. Là 92 hả? Dạ. À, nó ra đường em ra xã hội cũng nhiều, cũng đi học tay đó cũng va chạm rất nhiều rồi. Nó cái cách nhìn nhận con người em sẽ có cách nhìn nhận của mình. Dạ. Ok, về cái ngồi đi em. Chúng ta xích vô, mình xích vô để cái tay đây. Anh nghĩ rằng các bạn đủ để có thể cảm nhận đây có phải là một nửa manh ghép của mình hay không. Sau 3 tiếng đếm ta quyết định điều đó nha. 1 Phong, 2 Phong kiểm lại cái nút bấm bên đây. À, nó tháo luôn, nó bấm nó luôn rồi. Ok. Rồi. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Có thể nói chút xíu lý do. Gọi là cái ấn tượng là mình chưa cảm thấy là nó rung động lắm nên mình sẽ trao cái cơ hội đó cho người khác. Anh nãy giờ suy nghĩ ngược lại không á? Thiệt bất vậy đúng á. Đây là cơ hội một cô gái rất là dễ thương, rất là hiền lành. Có lẽ trong mắt mỗi người thôi. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm một nửa yêu thương của mình. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Thích màu cam. Thích màu cam. Thích màu cam. Bạn thích màu cam. Quả sao là anh luôn không sao được. Thôi vì bạn gái chứ em. Không sao cả. Tất cả chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center.